Xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều năng lượng và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bất động sản Biển Xanh là một kênh YouTube chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do đó nơi đây là một cái nơi rất là đáng để chúng ta quan tâm đầu tư cũng như an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Và cái quỹ đất ở đây còn rất là nhiều, giá thì còn khá là mềm để chúng ta có thể sở hữu. Do những cái năm gần đây thì giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh nó đã liên tục leo thang và giá đã lên một mốc rất là cao. Chính vì thế mà cái việc chúng ta có thể sở hữu những vị trí bất động sản có sổ hồng thì nó rất là khó khăn. Do đó mà nhiều quý anh chị cũng đã chọn và tìm cho mình một hướng đi mới, đó là về khu vực Đức Hòa, Long An để đầu tư. Nó nằm giáp ranh và liền kề với thành phố Hồ Chí Minh. Do đó nơi đây cũng là một lựa chọn rất là nhiều của những quý anh chị đầu tư cũng như là an cư lập nghiệp. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh ở đây để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một vị trí vô cùng là đắc địa, ngay bên cạnh chính là công viên Á Đông hay còn gọi là công viên Nhật Bản. Vị trí của chúng ta ngày hôm nay cực kỳ là đẹp quý anh chị nhé. Một lô đất hướng Nam. Ở đây thì nhà cửa dân sinh cũng đang xây dựng rất là nhiều, xa xa là những dãy nhà phố xây kiểu Pháp cũng khá là đẹp quý anh chị nhé. Và những ngôi nhà một tầng, hai tầng kiểu đơn lẻ, người dân mua đất để xây cũng khá là đẹp. Và vị trí của chúng ta ngày hôm nay là từ cọc bê tông này mình đo sang 4m, chạy sâu xuống dưới là 19. Tổng diện tích trên sổ là 75,9m2. Lô này có hướng Nam, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và ngay bên cạnh chúng ta chính là công viên Á Đông hay còn gọi là công viên Nhật Bản, một vị trí để chúng ta có thể xây nhà để ở hoặc là mua để dành đó cho tương lai của mình, để dành cho con cháu của mình, thì đây là một vị trí rất đáng quan tâm, một vị trí hiếm sản phẩm quý anh chị nhé. Và giá của lô này là 907, bao toàn bộ chi phí sang tên, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Quý anh chị và các bạn đang xem được video của Biển Xanh, thấy vị trí này mình yêu thích, phù hợp với nhu cầu tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Ở đây cũng đang xây nhà, cái bên cũng đang xây nhà. Và ngay bên cạnh chúng ta chính là một cái công viên cũng khá là lớn, công viên Á Đông hay còn gọi là công viên Nhật Bản. Nếu quý anh chị xây nhà ở đây thì chiều chiều chúng ta ra đây thể dục vào buổi sáng hoặc vào buổi chiều rất là tiện lợi quý anh chị nhé. Còn phía cuối thì chính là quỹ đất để xây bệnh viện. Do đó mà đây là một lựa chọn rất là sáng suốt để quý anh chị có thể mua để dành, mua đầu tư cũng như an cư lập nghiệp. Lòng đường cũng rất là to, vỉa hè 3m quý anh chị nhé. Dân cư thì đang xây dựng rất là nhiều. Với cái vị trí này quý anh chị còn chần chừ gì mà không nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Một vị trí cực kỳ là đắc địa và đẹp để chúng ta có thể sở hữu, đầu tư cũng như an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Chỉ có 970 triệu quý anh chị sở hữu ngay một lô đất bên cạnh công viên Á Đông. Diện tích là 4x19, tổng diện tích trên sổ là 75,9m2, lô này có hướng Nam và đất là đất thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn quý anh chị nhé. Mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên, công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Và giá này là giá chốt bao toàn bộ chi phí cho chúng ta. 4x19, tổng diện tích 75,9m2, hướng Nam, khu vực đông dân, đường thông thoáng, đường nhựa, nước máy, vỉa hè cây xanh quý anh chị nhé. Và ngay bên cạnh là công viên Á Đông, công viên Nhật Bản và bên cạnh là quỹ đất để xây bệnh viện, một vị trí cũng rất là hiếm. Những vị trí đẹp và hiếm như thế này thì lâu lâu mới xuất hiện một lần, quý anh chị hãy nhanh tay lên để sở hữu ngay cho mình quý anh chị nhé. 970 triệu bao toàn bộ chi phí sang tên là quý anh chị sở hữu ngay một lô đất 75,9m2 rồi. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, hướng Nam. Dân cư cực kỳ là đông đúc quý anh chị nhé.
Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông góc phải màn hình để nhận nhiều video mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.